làm sao để chúng ta có thể trở nên giàu có hơn hả anh Khang? Nếu như bạn muốn giàu thì có bốn điều bắt buộc bạn phải thay đổi. Bạn có thể làm được một trong bốn điều này là bạn đã có thể vượt hơn 90% người khác. Điều thứ nhất, làm người phải khiêm tốn, dù bạn có tiền hay không. Hiện tại cuộc sống thế nào đều phải khiêm tốn, học cách làm giàu trong im lặng. Người thành công họ đều điều chỉnh bản thân ở trạng thái yên lặng. Đừng khoe khoang với người quen. Bạn có nhiều tiền thế nào, bạn thành công ra sao? Phải học cách giả ngu ngốc. Chuyện lớn thì quyết đoán, còn chuyện nhỏ thì đừng tính toán so đo. Lúa chín cúi đầu. Phải làm người khôn ngoan nhưng không thể hiện, che giấu tham vọng của bản thân. Đừng để người khác cảm thấy bạn có giả tâm. Như vậy, bạn mới không bị người khác tẩy chay. Điều thứ hai, là một người không cả nể, không dễ dãi. Nếu bạn cứ vô điều kiện đồng ý đòi hỏi của người khác, chỉ khiến cho họ ngày càng tham lam hơn. Họ sẽ chỉ dẫm đạp lên lòng tốt của bạn. Bạn có tử tế đến mấy cũng vô dụng. Đứng trước tiền bạc quyền lợi, ai rồi cũng sẽ ích kỷ như nhau. Nên, những người có thể kiếm được nhiều tiền đều là tiền bạc rõ ràng, cần đưa người khác một đồng cũng không thiếu, còn không cần đưa, một đồng cũng không nhường. Chuyện như vậy, người khác mới cảm thấy bạn là người có nguyên tắc, họ mới muốn hợp tác làm ăn với bạn. Điều thứ ba, đừng làm người quá coi trọng sĩ diện. Ai muốn nói bạn như thế nào cũng cứ kệ họ. Kẻ mạnh là làm những điều mình cần làm và mặc kệ người khác nghĩ gì. Quá nhạy cảm là biểu hiện của kẻ yếu đuối. Người khác chê bai bạn vài câu là bạn đã ăn không ngon ngủ không yên. Có nhiều người là do quá để tâm đến cách nhìn của người khác, nên khi cơ hội đến họ lại thiếu quyết đoán mà để vụt mất. Điều thứ tư, khi chưa thành công phải biết tiết chế bản thân. Khi chưa giàu, đừng chơi chung với những người chỉ thích ăn chơi hưởng thụ, vì chơi chung với họ chỉ làm tốn sức lực và thời gian của bạn, làm bạn mất đi ý chí phấn đấu và cũng làm cho bạn mất đi khả năng chịu khổ. Người thật sự giỏi, họ chỉ qua lại với ba kiểu người sau. Thứ nhất là người có thể trở thành khách hàng của họ. Thứ hai, người có thể giúp họ kiếm tiền. Kiểu người thứ ba là người có thể dẫn dắt, chỉ đường cho họ.